chung là khi mà ra tòa là ngồi ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà trọ hai vợ chồng á. Dạ, em gái thì làm chưa có về thì em cũng có nói với vợ là thôi nếu mà ngày mai ra tòa thì tôi nấu bữa cơm, thì ra thì em uống bia mới ngồi nhắn tin cho người ta hỏi nó không nói. Thế là em cầm con dao chặt đốt tay, em đuổi thẳng ra ngoài luôn. Em tên là Nguyễn Đức Khánh. Khánh là quê đâu Khánh? Em ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hiện tại đang ở đó luôn hay là mình đã làm việc trong này? Hiện tại thì em đang ở phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Thế là mình từ Vĩnh Phúc vào trong này lâu chưa? Hai mấy năm rồi. Hai mươi mấy năm rồi. Ở ngoài quê còn ai không hay là vào trong này hết luôn rồi? Còn bố mẹ em với hai đứa con em. Vậy em ở trong này em ở với ai? Em ở một mình. Sao không đem con vô chung? Tại vì cái công việc của em đi tài xế mà. Em đi suốt nên không thời gian lo cho cháu được. À, cháu nó còn nhỏ nữa. À, mà hai mươi mấy năm rồi là giờ mình định là ở định cư trong này luôn hay là mình sẽ về ngoài kia? Mình ở trong này ạ. Ở trong này luôn. Dạ. Rồi một chút xíu nữa tự ra hỏi thêm về về con. Cho thường hỏi trước tiên là mình là năm nay bao nhiêu tuổi hả em? 38 tuổi. Sinh năm bao nhiêu? 84. Vậy là kết hôn ở trong này, lấy vợ ở trong này. Dạ. Rồi khi mà ly hôn mới gửi con ra cho ông bà nội. Dạ. À rồi. À, bình thường thì công việc của mình, bạn nói làm tài xế thì làm công việc này bao lâu rồi, đi đứng như vậy thì sao, cuộc sống như thế nào, chia sẻ từ nghe với. Nói chung là cuộc sống của em thì công việc nó cũng ổn. Ừ. Nhiều khi đi làm chạy quanh thành phố thì mình đi sáng mình đi chiều mình về. À. Còn xa xa thì 2-3 ngày mình về. Là mình lái xe gì? Là xe đầu kéo. Xe mà có móc cái remote theo hả? Dạ, mình dạ. Chở cái gì? Mình chở hàng siêu trường siêu trọng. Vận chuyển hàng cơ giới. À, chuyển hàng cơ giới. Điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì hết? Yếu thì nói chung là em cứ uống hai loan vô đô là ai hỏi em cũng cười, em ngủ. À, còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì chung là chủ yếu là mình yêu cái nghề tài xế là chạy xe thôi, an toàn. Nhưng mà mình đâu có chở người, mình là chở đồ thôi đúng không? Dạ. Cuối tuần hoặc là tối rồi rảnh rỗi thì em làm cái gì? Nói chung là thời gian nó cũng ít. Về tới bãi xe nhiều khi là cô chú ở bãi nấu ăn uống xong rồi. Một là mình đi cà phê, mấy anh tài xế ở bãi không có là mình vô mình nghe nhạc là mình ngủ. À, ở chung hả? Mình ở chung với mọi người hả hay sao? Không, hồi xưa là ở chung mà rồi em có nhà riêng rồi, đang về nhà em. À, nhà dạ. Là mình thuê hay là nhà mình mua được trong này? Nhà mình. À, mua được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Mua được 5 năm rồi, tốt quá ha. Có ý định sau này mình đem con vào không hay là cứ gửi cho ông bà nội luôn? Trước mắt giờ em ở một mình thì em chưa cho cháu vào được. Đấy, còn sau này em xây gia đình được á thì cũng tính rằng là cho một cháu ở trong này cho nó học, còn một ôi, cháu ở ngoài. Ôi tắt chi, đi đi cả cặp còn không, để ngoài cả cặp cho anh em sống với nhau cho nó vui chứ đi chỉ đi thôi. Tự nhiên tôi tào lao nữa, tôi xen vô chuyện người ta. Nhưng mà ý thì Tường nói giờ nó đã dụ mà cha không có mẹ hoặc mẹ không có cha thì có hai anh chị em hay là gì, hai anh em hay hai chị em? Hai chị em gái. Hai chị em gái ta sống với nhau cho có chị có em chứ mắc gì mà tẻ nó ra làm chi. Rồi bây giờ tới phiên mình nè. Dạ, em tên là Trần Thị Phương Lan. À. Em sinh năm 85, hiện nay là em 37 tuổi. Em đến từ Thừa Thiên Huế. Cùng quê với chị á nha. Dạ. Em cũng thích chương trình này là nhờ chị Cát Tường á. Ừ, cảm ơn em. Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Thủ Đức thì mình đang làm việc về công tác xã hội. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Lan? Thì nói chung là em thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình. Còn điểm yếu của em thì nói chung cũng giống như bạn nam bên kia, không biết uống. Uống một lon là cũng là gì đó, cũng làm xịt đẹp. À, nhưng mà mình là Huế nha, mà mình sinh ở Huế luôn hay là mình trong này, vào trong này lâu chưa? Em là sinh ở Huế luôn. Em vào Sài Gòn thì nói chung là cũng tầm từ năm 2014. Cũng là mới đây thôi mà. Dạ đúng rồi. Ai nghe nói chuyện đâu có nói giọng Huế nữa đâu. Tưởng đâu là ở trong này lâu rồi, giống như Tường đâu có nói giọng Huế đâu nè. Dạ. Nhưng mà mình là đã có gia đình lần nào chưa? À dạ chưa, em hiện tại là vẫn độc thân. Em hiện tại là vẫn độc thân. Độc thân rồi mình nghe hoàn cảnh anh bên này như vậy, đã từng ly hôn có hai con thì mình có ngại gì không? Cái chuyện mà lập gia đình rồi thì nói chung em cũng không quan trọng việc đó. Nhưng mà có hỏi ý kiến ba mẹ chưa, hồi đó giờ ba mẹ có bao giờ nói cái quan điểm cho mình nghe không? Gia đình em hiện cái là rất là thoải mái, có cái lớn rồi tự do quyết định, miễn sao là nói chung mình làm đúng được đối tượng của mình. Dễ thương quá. Gái Huế là hát hay lắm, ngâm thơ cũng hay nữa, đâu là hát thử một đoạn bài hát nào về Huế cho chị Tường với anh bên này nghe được không anh? Em hát một đoạn bài Mưa Chiều Miền Trung nha. Rồi, Mưa Chiều Miền Trung. Sao thua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức, trăng xưa nhớ ai trăng còn chưa lòng biển khơi, đồng em nhớ ai em còn mong đợi người ơi, ơi con sông này đã xa mà người đi biển biệt phương xa. Ai, dễ thương. Sao cảm nhận cái giọng hát của cổ như thế nào? Hát hay chị. Hát hay chị. Có thích nghe hát không? Em có, em chạy xe để em nghe nhạc suốt. Bây giờ hỏi một chút xíu về tình trường. Thì bên đây giờ cho chị hỏi về cái hoàn cảnh của mình. Là mình kết hôn được bao lâu rồi, lý do tại sao ly hôn? Hồi đó còn đi học lái xe á. Chưa có quen vợ em hồi trước. Xong rồi em lên chạy xe là 2008. Thế bắt đầu mình quen. Thì được khoảng 1 năm là 2009 là
đến với nhau. Vợ em là gốc là Nghệ An, làm công nhân trong này. Nói chung là cuộc sống cũng vui vẻ lắm, cũng chẳng có cái gì cả anh chị ạ. Sau này bị mất trai đầu á, 4 năm sau là không có con. Thì ông già còn trong này á, thì là ba bắt đi uống thuốc, ông không cho chạy xe nữa, bắt nghỉ luôn. Ông già của em á. Dạ. Xong rồi sau này đẻ được 2 người con gái, thì là đứa lớn 21, đứa nhỏ 23. Hồi xưa là vợ nó bị ung thư tuyến giáp. Thế thì mẹ em nghĩ bây giờ thôi cho hai đứa nhỏ về quê ông bà nuôi, rồi cho vợ ở đây đi trị bệnh thì cũng chấp nhận. Thì em cũng cho lên ung biếu rồi xạ trị rồi các cái mình lo. Thế sau này mà uống thuốc khi mà nó khỏe khỏe rồi, nó khỏi rồi á, tại vì em thì em đi làm, lúc đó là vợ em ở với đứa em gái em á, ở chung với nhà trọ chứ chưa có nhà. Thì đi làm công ty thì cứ nhiều khi nói chung là tai nghe không bằng mắt thấy mà mình nói nhiều quá rồi, những lúc nghĩ nó cũng chán chị ạ. Tối về mà nhiều khi bảo ngủ với mình mà nó cầm điện thoại nhắn tin người khác thì nhiều khi nghĩ rất là tiêu cực. Tại vì em đi làm nhiều khi ít bữa em về, chứ không phải em ngày nào cũng về, công việc mà. Bây giờ em nói bây giờ bệnh tật xong rồi, cái gì nó bỏ được thì mình bỏ. Giờ có hai mặt con rồi, cố gắng sống làm như con. Mà vợ không chịu, vợ bảo hết tình cảm rồi thì thôi. Thế là vợ đưa đơn cho tòa. Thì tòa nó cũng cho phép em là 3 tháng ấy, để mình thu xếp với nhau ấy, có được hay không. Coi như là vợ quyết định ly hôn. Dạ. Từ lúc ly hôn tới nay là bao lâu rồi? 9 năm rồi. Hiện tại cuộc sống của cổ sao? Trong thời gian đó là không hề điện thoại mà hỏi han con là nó ốm ở đâu. Bởi vậy nghĩ nó giận lắm chị ạ, thật sự. Rồi suốt một thời gian qua là không có thăm nom con cái gì hết? Dạ không. Không liên hệ với các con luôn? Không liên hệ luôn, 9 năm trời. Trời đất. Con bé con em về quê bao nhiêu năm nay là bao nhiêu tuổi nó y chang vậy? Mất bao lâu mình mới có thể là bình phục lại được? 3 năm chị ạ. Nói chung là mình nghĩ thương con, mình buồn á. Thế là em cứ tối ngày em cứ uống bia, em chạy xe không à. Thế là bà cô chủ xe cô mới nói là mày cứ như thế thì mày nằm xuống thì ai lo cho con mày? Mày nằm xuống thì ai lo cho con mày? Nói chung là người lớn nói đâu có sai. Thì mình suy nghĩ lại, bây giờ nếu mà em buông bỏ thì con em là ai lo? Bố mẹ thì bố mẹ già. Nên từ đó em bực lên, bỏ suy nghĩ đó, cái là em phấn đấu em làm. Rồi mua nhà, mua cửa, mua xe, mua cộ, em làm em nuôi con em. Mình cũng đã trải qua nhiều cái đau khổ, nhiều cái thăng trầm như vậy. Mình rút ra được bài học gì không? Hay mình muốn chia sẻ gì với mọi người không? Nói chung là khi mà ra tòa là ngồi ăn bữa cơm cuối cùng ở nhà trọ. Hai vợ chồng á. Dạ, em gái đi làm chưa có về. Thì em cũng có nói với vợ á, thôi nếu mà ngày mai ra tòa, thì vợ nói ngày mai ra tòa thì tôi nấu bữa cơm hai đứa ăn. Thì em đi làm về em bảo thôi bà ăn đi, tắm tôi ăn sau. Thì ra thì em uống bia á, nó ngồi nhắn tin cho người ta hỏi nó không nói. Thế là em cầm con dao chặt đốt tay. Em đuổi thẳng ra ngoài luôn. Cầm dao chặt đốt tay, đâu? Trời đất ơi. Cầm dao chặt đứt cái đốt tay của mình luôn. Vâng, em đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi ra khỏi nhà luôn, là đó là lần gặp là cuối cùng đó luôn, rồi gặp nhau trên tòa thôi. Dạ đúng rồi. Không biết là khi nghe câu chuyện của ảnh thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Khi nghe câu chuyện của ảnh á thì mình thấy mình cũng là phần đồng cảm với ảnh. Là thứ nhất á là một người đàn ông mà cũng làm việc để lo cho gia đình, mà đến khi vợ của mình mà ở nhà mà đã đi là gặp với người khác thì như vậy thì là anh vượt qua được và để nuôi được hai đứa con. Thì thấy anh là cũng là một người là rất là chu toàn trong gia đình. Khó khăn nhưng mà anh vẫn cố gắng làm việc và lo lắng cho con. Thôi mưu sinh từ ngoài kia vào, bây giờ cũng yên bề ra có nhà có cửa, an cư rồi lạc nghiệp. Thì bây giờ hy vọng là tìm được một cái người coi như đồng hành với mình trong cái thời gian sắp tới. Những cái khó khăn này chị nghĩ nó cũng qua rồi. Bây giờ thì thôi mình sống những cái êm đềm, bình an, hạnh phúc ha. Tìm cái nguồn vui riêng cho mình ha. Con cũng lớn rồi, thôi mọi chuyện buồn qua. Rồi bây giờ tới phiên em nha, tình duyên của mình thì như thế nào hả cưng? Thì em thì cũng được trải qua được 3 mối tình. Rồi. Mối tình đầu tiên thì là lúc đại học. Thì đại học cũng kéo dài, cũng được tầm một thời gian dài. Sau đó là bởi vì là công việc và cái cuộc sống thì hai đứa cũng có những bất đồng và chia tay. Trong cái thời gian chia tay á, thì mình cũng tâm sự với một người bạn thân. Rồi sau đó là từ lúc đó thì bạn thân với mình trở nên là quen nhau lúc nào cũng không biết luôn. À, cái người bạn thân an ủi mình là quen nhau luôn. Dạ đúng rồi. Lúc đầu thì em cũng chỉ nghĩ là cũng giỡn chơi thôi, cũng không nghĩ là thật. Và sau đó vào một cái ngày đặt trời, bạn ấy bảo là bạn ấy về Huế. Lúc đó là bạn hồi xưa tụi em học trung cấp 2 ở ngoài Huế á.
Sau đó là bạn theo gia đình vào vào miền Nam. Và sau đó bạn về Huế chơi thì tụi em đi biển, vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó là tự nhiên bạn ấy là thách chạy giùm em. rồi bạn kêu là cứ thích bà đó. Và em cũng nghĩ là giỡn thôi. Và sau đó bạn đó và tối lại bạn nhắn tin là tôi thấy hai đứa mình cũng hợp, chơi nhau cũng lâu, hay là mình làm một cặp đi, mình tiến tới ha. Dễ thương ha. Thì tụi em cũng quen nhau cũng tầm 2 năm. Và khi đó thì lúc đó là em đang học bằng 2 đại học ở ngoài Huế á, thì cũng có cái hướng là sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp cùng với bạn luôn, tức là hai tụi em cũng tính hướng tới với nhau. Khi em vào Sài Gòn á thì gia đình bạn đó cấm. Ủa tại sao vậy? Bởi vì là em theo đạo Thiên Chúa, bên trong bên kia là đã theo đạo Phật, mà lại là con trai một, cho nên là cũng nghe cấm. Cuối cùng tụi em là chia tay. Trời, không vượt qua được, không có cách nào hết. Dạ. Thì nói chung em cũng cố gắng hết sức. Và em cũng nghĩ là thời duyên mà không có tới với được với nhau thì thôi, mình cứ thể thành làm bạn với nhau. Thế thì bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai hay là người chồng trong tương lai như thế nào nè? Cái mong muốn của em là tìm được một người bạn trai. Thứ nhất là cũng có một công việc ổn định. Cái thứ hai nữa là nó về tính cách thì nó cũng tương khá tương đồng với em một chút xíu. Tức là em cũng là một cái người dạng hướng nội. Và lại là em làm cái gì em cũng tự đúng là cũng cố gắng tự mình vượt lên. Em cũng muốn là người bạn trai đó là có cái việc gì cứ chia sẻ để cùng nhau cùng giải quyết. Dù không thích nhau cái gì thì cứ nói ra rồi để cùng sửa. Thì em không muốn là cứ im lặng xong rồi là cuối cùng là đợi đợi đổ vỡ. Cuối cùng là đợi đợi đổ vỡ. Qua những mối tình của em thì em cũng nghĩ là một phần là vì do tụi em là quen thân nhau nên cứ nghĩ là mọi cái là đã hiểu nhau lắm rồi. Nhưng thật sự thì là để hiểu nhau thì phải chia sẻ lẫn nhau thì lúc đó mới hiểu nhau được. Phải chia sẻ mỗi ngày mới được. Về ngoại hình thì mình có yêu cầu gì không? Bạn trai thì nói chung là sạch sẽ gọn gàng. Rồi. Cao thì khoảng tầm 65 trở lên. Còn bên này mình thì sao nè? Mình muốn tìm một cái người trong tương lai đồng hành với mình là người như thế nào? Cao, sạch sẽ, không cần đẹp, biết lo cho gia đình là được. Mình có muốn có thêm con không? Nếu mà cái duyên cái số nếu mà trời cho thì mình đẻ thêm một đứa nữa. Trai hay gái cũng được. Là vừa ha. Dạ. Rồi. Mình có muốn đông con không? Dù gái hay trai, chị hai là đủ, chị hai là đủ. chị hai là đủ rồi. Thật ra cái đó cũng là những cái mình mong muốn thôi. Mọi thứ đó đều là tùy duyên hết. Có những cái mình muốn cũng không được. Mà nhiều khi anh trời cho là con này kia. Nếu như mà bây giờ mình sinh con nhiều hay ít, nó không quan trọng. Mà quan trọng mình có nuôi và dạy dỗ con được đến nơi đến chốn hay không. Thì cái đó mới là nhiều quan trọng. Nhiều khi một mà tốt thì nó vẫn tốt hơn là nhiều mà mình không có tới đâu cả. Tại sao mình hỏi như vậy? Tại vì bên đây bạn đã có hai con rồi. Nhưng mà thật ra cô ấy là chưa có thì đương nhiên người ta cũng phải cần có một cái đứa con riêng của mình. Thì mọi thứ đây các bạn sẽ gặp nhau rồi các bạn sẽ tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay sơ bộ đó, tôi ngồi chính giữa tôi nhìn sơ bộ là tôi thấy là cặp này là ổn. Tại vì chỉ có cái điều ngần ngại là bên đây đã ly hôn và có hai con riêng. Nhưng mà chị thấy cuộc sống này hiện tại hai con cũng sống ở ngoài quê với ông bà nội thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều trong cái giai đoạn đầu khi mà mới xây dựng cái mái ấm gia đình. Còn tương lai ví dụ như giống như chị nói, khi con nó lớn thì mình đem vào trong miền Nam này để học đại học rồi thì lúc đó nó cũng rất là tốt. Với lại cha mẹ hay là mình người lớn mình cứ yêu thương trẻ con thì nó sẽ yêu thương lại mình thôi. Cái điều chị ngần ngại là nhiều khi mình không chấp nhận được cái người đã từng ly hôn, nhưng mà chấp nhận được thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Rồi, bây giờ thì có hình cho chị mượn xem hình của em. Em cao mét mấy? 1m55. 1m55 mà điều năm cô này thì y chang như nhau à. Em lựa đi, em chọn cô đi chị gả cho. Coi. Năm cô đều độc thân á. Năm cô độc thân luôn. Đây hai anh đều độc thân luôn đó. Thích năm cô luôn. Thích năm cô luôn. Tham quá. Người đàn ông tham lam. Người đàn ông tham lam chính là anh đây. Nó chỉ bằng cái cảm giác mình nãy giờ mình nghe trò chuyện thử thôi cho vui thôi. Dạ. Ai? Cô ở giữa. Cô ở giữa trời làm gì? Cô ở giữa rồi để xem họ có trúng không nha. Bên đây chọn anh nào? Anh áo thun, sao không chọn anh kia? Anh kia là gì đây, công anh an kia, hả? Mặc đồ đặc công thì chắc chắn là không phải anh hả? Anh này làm nãy mình nghe rồi, làm lấy xe ha. Đúng rồi, lái không xe. Đưa cái hình gì mà dễ chọn quá vậy. Dễ chọn quá. Đưa cái hình không có gì mà đủ khó hết trơn. Rồi nhìn vào cánh cửa trái tim nha, để xem hôm nay anh ấy có chọn đúng hay không. Rất là mạnh mẽ. Cô ở giữa. Rồi, mở cửa trái tim. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Đúng không? Em không biết đúng hay không. Trời đất ơi, sao chọn rồi hả? Hùng hồn lắm mà giờ nhìn thấy trước mặt rồi hỏi biết đúng hay không. Ý là trong ảnh đẹp hơn hay ở ngoài xinh hơn á? Trong ảnh đẹp hơn. Ghê vậy hả? Trong ảnh đẹp hơn hả? Bởi vì có ảnh có áp rồi nó đẹp hơn đúng rồi. Rồi nè, rồi tặng hoa tặng quà gì đi nè. Này qua đây.
ngày đầu gặp. Cảm ơn anh. Thì hôm nay gặp mặt anh, em cũng có một món quà, anh tặng em món quà. Hồi nãy mình nói cái xe đầu kéo đó đó là có chở được người không? Dạ chở được. Vậy bây giờ mình lái nghe xe đầu kéo mình đi khắp mọi nơi, vậy mai mốt mình chở bạn gái đi chung cho biết được không? Có nó ngồi nó có êm không, hay nó có dằn xéo dữ lắm không? Nói chung là xe đầu kéo thì nó cũng sẽ dằn hơn là xe con. Nhưng mà xe của em là không đi hầm được, chỉ có đi đèo thôi. Ghê vậy, chà, có dám trải nghiệm không? Em sợ xe đầu kéo chị. Sao vậy? Bởi vì mấy cái xe dàn container dài đó, lên cua gà vậy này, thì giờ em thấy nguy hiểm quá. Rồi nếu vậy rồi lấy nhau thấy nguy hiểm quá, có cho anh đi nữa không? Không biết là cái bằng của anh lái xe đầu kéo, ngoài ra lái xe đầu kéo mình có thể lái được thêm xe gì nữa không? Lái được xe 9 chỗ trở xuống. Bởi vì em thấy á, thứ nhất em là công tác xã hội, công việc của em cũng là bận rộn nhiều. Nếu mà anh thì còn xe của anh đầu kéo là anh phải chuyển cái kiểu cái dàn theo đi là kiểu hướng Bắc Nam đúng không? Cũng một tháng nhiều khi đi chuyến hai chuyến, còn chạy quanh trong thành phố mà thôi. Nếu mà như vậy thì anh làm cái kiểu anh chạy xe cái kiểu là kiểu hành chính hay là phải chạy theo cái kiểu như thế nào anh? Nói chung là cái thời gian đi làm của mình không quy định thời gian. Cố định. Có hàng thì là mình đi làm, còn không có thì mình nghỉ, mình ở bãi, à. Xe ở nhà, ở như vậy. Dạ, từ khi mà anh quen em á, thì cái thời gian sắp xếp mà để đi chơi hay như thế nào đó thì không biết là anh sắp xếp được không? Nói chung là phải báo trước thì mình mới biết được. Công việc nó đột xuất lắm, em nói cho chị nhiều khi tối đang ăn cơm, chú điện Khánh ơi cháu xuống đi làm, Khánh ơi ăn cơm xong lại xuống xe thì phải đi làm. Nó là như vậy. Nhưng mà cũng có những lúc rảnh ở nhà nhiều. Dạ đúng rồi, có những lúc rảnh ở nhà nhiều. Nói chung là phải ưu tiên, em làm giờ hành chính rồi, mình biết giờ giấc ngày nào rảnh rồi, vậy là phải ưu tiên theo cái lịch chạy xe của ảnh. Thôi bây giờ chị Tường sẽ dành một chút thời gian để cho hai bạn trò chuyện với nhau nhiều hơn, để hiểu được nhau nhiều hơn nha. Chị Tường sẽ ra ngoài và mời các bạn sẽ thưởng thức một món ăn của chương trình, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cho em hỏi là anh có hay ghen không? Nói chung là cái chuyện mà ghen hay không ghen thì nói chung là cái gì là đúng thì thôi. Bởi vì cái tính chất cái công việc của em á, là về công tác ở bên ngoài là em cũng hay tiếp xúc với nhiều người bằng nam và là các bạn trẻ có, lớn tuổi cũng có. Thì không biết nếu mà như vậy thì anh thấy có ổn không? Nói chung là công việc thì mỗi người có một cái tự do khác nhau. Tôn trọng nhau là trên hết, ai cũng quyền tự do hết, mà trong cái khuôn khổ thôi. À, lúc này anh nói là anh có hai bé, hiện tại là anh lo hết cho hai bé đúng không? Đúng rồi, anh lo hai bé. Thì ví dụ giống như là cái lương của anh làm ra mà anh lo cho hai bé ăn học ở ngoài quê. Ví dụ giống như là nếu mà anh lập gia đình thêm một bước nữa đúng không? Thì cái lương đó anh theo anh nghĩ là có lo đủ không? Đủ em. Anh đảm bảo đủ đúng không? Anh đảm bảo đủ đúng không? Nói chung là cuộc sống thì nó vô bờ vô bến. Đúng rồi, biết con biết đủ là đủ đúng không? Khi nào mình cảm thấy mình đủ là mình đủ. Em thấy là mắng biết là cái hướng của anh là tức là sau này mới đưa hai bé vào đúng không? Có khả năng là anh đưa vào. Thì để cháu phải lớn học đại học hay như thế nào đấy anh mới đưa vào. Chứ còn giờ cháu còn nhỏ quá nên là anh không cho cháu vào được. Nói chung là em thì đi làm cái giờ hành chính. Và thường thứ bảy chủ nhật cuối tuần á, thì tụi em thì cũng có hay tổ chức sự kiện, ví dụ các ngày trong tuần á, thì em có thể rảnh được. Còn không biết là bên anh thì nói chung là phải báo trước à, một lần đi chơi hay là đi nhờ đó phải báo trước à? Nó thẳng luôn, nó không có giờ giấc. Nó thẳng luôn, nó không có giờ giấc. Nhiều khi khách hàng họ kêu hàng cái là nhiều khi bảo nói chú cũng là để tài xế khác đi, cháu đi công việc. Chú vẫn dành cho tài xế khác đi, mình đi công việc của mình vẫn được. Nó không có gì khó. Nhưng mà muốn hẹn hò được tức là phải có cái sự phải có tính toán lập trình trước ha. Mà có thời gian. Phải có thời gian để lên kế hoạch ha. Đúng rồi. Tại vì nhiều khi đêm em ngủ, khi đêm anh cũng chẳng cho xe ngoài đường á. Nói như vậy. Nói chung là em cũng rất là đồng cảm. Mọi người sinh ra thì mọi người mọi nghề, không thể ai lựa chọn là cái nghề của mình được. Nhưng mà em thì cũng thấy như vậy, em sẽ rất là lo lắng. Vì em cũng là người rất hay lo lắm á. Ví dụ như là đêm khuya mà cứ chạy xe ở ngoài đường như vậy. Nếu mà sau này mà em tiến tới với anh á, ở nhà kiểu gì là em cũng không có ngủ được đó. Vì vậy nói chồng phải xe suy nghĩ nhiều quá lắm. Thì nói chung là cậu về trên là đi đến nơi về đến chốn là được rồi. Nhiều khi mình kỹ càng chẳng hạn nhưng mà người khác nó mang tới với mình cơ. Nó là như vậy. Nên là công việc mình phải cố gắng mình làm thôi. Cuộc sống. Anh có cái điều gì muốn hỏi em nữa không? Sao mình gặp thì mình nói chuyện. Em mời anh dùng bữa. Anh ở Vĩnh Phúc đúng không? Ừ, anh ở Vĩnh Phúc. Thì anh thích ăn những cái món của ngoài miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam? Ăn khẩu vị ngoài Bắc là nhiều. À, hơn ngoài Bắc. Trong là nhiều khi người ta nấu đồ ăn ngọt á. Mình ăn không được. Sao ăn được không?
Hay ngon chị. Hay ngon chị. Rồi thôi chắc là trò chuyện thêm một xíu nữa, tại vì thời gian của chương trình thì nó không có nhiều. Dạ. Mình đến đây mục đích là mình gặp nhau. Cái chính là mình tìm hiểu nhau nữa sau khi chương trình. Nếu mà mình muốn, mình có cái duyên, mình cho nhau cơ hội, mình bấm nút mình hẹn hò thì mình sẽ tiếp tục mình trò chuyện. Chứ còn mà nếu để hiểu nhau hết ở đây thì nó hơi khó. Hồi nãy thì Tường nhìn ở bên ngoài có một chú ngồi, không biết là người thân của ai à? Dạ, của em. Của em hả? Là cái gì của em? Chủ doanh nghiệp em đang làm. À, chủ nghĩa rồi. Dạ, các Tường mời chú vào trong này trò chuyện nha chú nha. Chú tên gì vậy chú? Tôi tên Hùng. Tên Hùng. Giám đốc của công ty. Đúng rồi. Dạ. Dạ, dạ. Thì hôm nay là coi như là tài xế mà công nhân cũng như con cháu trong nhà. Dạ. Tôi trước mắt là cảm ơn chương trình. Tôi muốn mong muốn các cháu là đi một về hai. Dạ. Nãy giờ chú, nhưng mà chú ngồi ngoài chú nghe trên này, chú thấy hai bạn này thì chú thấy sao? Thấy là cũng được đấy. Dạ. Nhưng mà còn cái chuyện mà tiến tới là do hai các cháu chứ mình không có quyền cái đó. Dạ. Nếu mà tổ chức thì mình làm được. À, tổ chức đó hả? Mình là sẽ hỗ trợ. Thì sẽ tài trợ luôn cũng được. Dạ, trời dễ thương quá. Ủa, bạn này làm cho chú được bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu rồi. Hoàn cảnh là thấy cũng thương nó thật thà quá. Dạ. Trước kia về bên vợ cũ nó thì coi như nó cũng quá, có cái xe thì cũng lấy đi theo trai mất luôn. Thì tôi nói trước có cháu tôi, nó là cũng là con cháu vì tôi hơn cả tuổi bố mẹ nó mà. Dạ. Thì nó làm cho tôi thì coi như là cũng như là con cháu trong nhà, tất cả tài xế nó đều như vậy. Dạ. Thì thấy như vậy thôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ ra mua nhà cửa xe cho cháu, cứ từ từ cháu trả không làm. Dạ. Đấy, nó là như vậy, giúp các cháu như thế vậy thôi. Đấy, thì bây giờ hy vọng cho các hy vọng làm sao mà các cháu nó đến được với nhau là tôi mừng. Cũng không cần bố mẹ chỉ vào chứng kiến, còn tài trợ tôi tài trợ hết được. Rồi, hay quá, đâu mà có ông chủ xuất sắc vậy nè. Vậy là Khánh cũng rất là có phước nha Khánh nha. Chứ thật ra đi ra làm ngoài đời để mà có cái điều kiện tạo cho mình cái cơ hội làm việc là không phải là đơn giản đâu. Bình thường Khánh làm việc có tốt không chú? Thì có tốt thì vậy, nhưng mà mới được lâu. Còn những dạng mà đứng chỗ nọ ngóng chỗ kia thì nó không được lâu. Thì bây giờ thời buổi này ở đâu nó cũng vậy thôi. Chịu khó làm là có ăn. Rồi. Mà lười thì là không có ăn. Dạ. Vậy là yên tâm nha, làm việc cho chú rồi lấy vợ rồi vẫn làm việc cho chú nha. Mà chú lo hết không chú? Giờ đám cưới là chú lo phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Cái gì nó nói là cái chuyện đó bình thường. Dạ. Dạ. Rồi, vậy cháu cảm ơn chú. Bây giờ mình sẽ tiếp tục theo dõi coi cặp đôi này hôm nay có bấm nút không nghe chú nha. Rồi. Dạ. Chú quá xuất sắc luôn. Giờ quan trọng còn lại là chuyện của hai bạn. Bên đây không có người thân thì thôi chị Tường cho các bạn hỏi thêm một xíu để mà hiểu nhau hơn một chút. Không biết là cái cách giáo dục con cái của mình như thế nào, mình trao đổi một chút xíu coi cách nuôi dạy con, xem là cả hai bạn có cùng cái quan điểm với suy nghĩ với nhau hay không. Cách nuôi dạy của em thì nó cũng đơn giản, nó dễ lắm. Đói cho ăn, khát cho uống, cái gì hư không được là không được, một là một, hai là hai. Mình dạy nó từ nhỏ cho thành thói quen. Bây giờ ở với ông bà nội như vậy thì chút xíu vậy đó, nấu ăn rửa chén lau nhà làm từ A đến Z hết. Bữa lớn em nó bảo lấy vợ ở với bố là thì em mới bảo là khi nào biết làm đồ nhậu quá thì bố cho vào. Nó chả biết nấu cơm rồi thì bố không cho vào. Thì nó cũng thương, chỉ con mà chẳng ai dạy nó cả. Nhưng mà em chỉ chừng mắt lên cái là sợ bảo bố mẹ em rằng là cho cháu nó khổ nó quen đi, đừng có chiều nó quá. Yeah. Nó tự lập cho nó quen. Còn mình thì sao? Mình mặc dù chưa có con nhưng mà trong mình cũng đã cái tuổi này là tuổi lớn, người ta cũng con cái rồi rồi. Mình có bao giờ suy nghĩ về cái cách sau này mình sẽ muốn hướng con cái mình nó như thế nào, giáo dục như thế nào không? Theo quan điểm của em nha, nếu mình là con gái thì em sẽ tập cho các bé là ví dụ làm những việc về gia đình thì dọn dẹp các kiểu đúng với lứa tuổi của bé. Còn nếu mà con trai thì em sẽ để bố dạy theo cách để là xem được theo kiểu của bố. À, nó là phân chia thẳng rồi. Rồi, như chị Tường nói lúc đầu thì chương trình mình không có nhiều để mình tâm sự, quan trọng là cảm xúc của mình như thế nào. Còn nếu mình cảm thấy ô, hôm nay chị Tường chương trình giới thiệu tôi cái người này tôi không thích thì mình có quyền không bấm nút. Cái đó là quyền của mình, không ai hối thúc, không ai ép mình, không ai cản mình hết, do mình tự quyết định. Thì trước khi mà bấm nút hẹn hò thì Tường dành cho hai bạn một cơ hội nữa, mà mời hai bạn sẽ nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này 30 giây. Mình nhìn nhau, còn mình muốn thể hiện, mình muốn nói thêm điều gì nữa thì mình nói cho nhau trước khi mình đưa ra cái quyết định của mình. Rồi, mời hai bạn. Tay vào nút bấm ha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Đó là quyền của các bạn nha. Rồi, 1, 2,
hồng bóng. Thứ nhất là em thấy giữa em và anh công việc, cái thời gian của anh đó, nó khác với tên của em. Thì em thì cũng muốn có một người ở bên cạnh để mà chia sẻ với em nhiều hơn. Lại vẫn ngại cái chuyện mà đi xa, đi tài xế em ngại đi. Nhất là cái chuyện là xa. Cái thứ hai nữa là em là một người rất là hay lo lắng. Nếu mà anh chạy đường xa đường dài như vậy thì chắc chắn ở nhà em cũng sẽ là lo lắng nhiều. Nhưng mà như vậy thì là giữa hai người sẽ có mâu thuẫn và xung đột sẽ xảy ra. Và anh đã từng đổ vỡ một lần rồi. Em không muốn là sẽ gây cho anh thêm cái đau khổ thứ hai. Là em muốn là anh sẽ tìm được cái người giống như là đồng cảm với anh hoặc là gần anh hơn. Cảm ơn em. Dạ. Nói chung cuộc sống thì em cũng có quyền lựa chọn. Dạ. Và anh cũng có quyền lựa chọn. Mình cứ nói thẳng ra như vậy là dạ. Ok. Đúng rồi, mình là những người văn minh mà. Nhưng mà thật ra chị Tường cũng rất tiếc để giữa muôn vàn bao nhiêu con người để tìm được một người phù hợp với mình thật sự cũng rất là khó. Thôi, hơi tiếc một chút xíu nhưng không sao quý vị ạ. Đây là quyền lựa chọn của họ ạ. Bởi vì nếu mà ngay từ đầu mà đã cảm thấy chưa có phù hợp thì cũng sau này nó cũng rất là khó.